Xin chào anh Võ Văn Tâm ở Đồng Nai và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em tiến hành thực hiện video này để test cái sản phẩm cho anh Tâm. Thì anh đặt hàng bên em là một cái mạch tăng áp từ bình quy 12V và nó có thể kích điện lên thành 64V đối xứng DC. Thì cái mạch này chúng ta sẽ sử dụng trong những mục đích như là à, sử dụng cho những mạch khuếch đại công suất công suất lớn à, mà sử dụng bằng nguồn 12V. Ví dụ như bây giờ các bạn có một cái mạch khuếch đại công suất của lắc D mà nó sử dụng nguồn đối xứng từ 60V cho đến 80V. Đối xứng nhưng mà chúng ta lại muốn sử dụng trong loa kéo mà loa kéo chúng ta lại chỉ có bình 12V thôi. Làm sao để nó có thể cấp nguồn được 60 cho đến 80V đối xứng đó cho mạch công suất? Thì đây là giải pháp chúng ta sẽ sử dụng cái mạch này là mạch tăng áp. Đầu vào của nó chúng ta sử dụng bằng nguồn bình ắc quy 12V và đầu ra nó có thể kích điện lên thành 64 V đối xứng để cấp nguồn cho những cái mạch khuếch đại công suất lắc D hoặc là những mạch khuếch đại công suất bằng sò. Với mạch này thì công suất đỉnh của nó lên khoảng tầm 1200 đến 1500 W. Đấy như các bạn thấy là cái mạch này nó rất là hầm hố. Bên trong này thì sử dụng bao gồm là 8 con MOSFET phép dập ba IRF3205. Bốn con này là to to nằm bên trong này này, là bốn con diode lọc nguồn và có bốn tụ lọc nguồn ở đây tụ này là tụ 80V 10.000 microfarad có bốn tụ đầu ra thì nó sẽ có hai cái cặp cọc ba chân cho mình cho chúng ta để cấp vào mạch loa bên trái và cấp vào lọc mạch loa bên phải đây là nguồn 64 v đối xứng ngoài ra thì cái mạch này nó còn cấp ra cho chúng ta một cái nguồn phụ đó là nguồn 15 v đối xứng nằm ở rắc ba chân này các bạn có thể cấp nguồn 15V này cho những cái chiếc vang cơ hoặc là cho những cái mạch mic mạch âm sắc mà sử dụng nguồn đối xứng 15 v đối xứng. Ok. Để mạch theo hướng như thế này thì chúng ta sẽ có ba chân bên đây là đầu vào. Các bạn lưu ý là mạch này 12V vì vậy nó chỉ sử dụng 12V nên chúng ta không thể sử dụng bằng cái nguồn điện khác nhé. Bằng bình ắc quy 12V, bình 3S, bình 4S hoặc là bình axit trì. Thì để mạch theo hướng như thế này chúng ta sẽ có cái chân ngoài cùng này là chân âm nguồn này. Âm nguồn của bình ắc quy này. chân bên trong cùng này là chân dương nguồn và chân giữa này là chân remote thì bây giờ khi về nhà các bạn sử dụng thì các bạn cứ đấu âm và dương vào đây đó âm vào dương vào đây thì cái công tắc nó sẽ có hai chân cái công tắc mà chúng ta bật tắt đó, một chân chúng ta đấu vào chân giữa một chân chúng ta đấu vào chân dương khi nào công tắc này bật lên thì hai chân này nó sẽ thông với nhau có nghĩa là cái nguồn dương bên này nó sẽ cấp vào chân giữa mà chân giữa này thực chất là cái chân nguồn dương của cái con IC tạo xung ở trong cái mạch này. Có nghĩa là khi chúng ta bật công tắc, chân dương này nó sẽ cấp nguồn sang chân giữa. Và từ khi đó mạch bắt đầu sáng lên và hoạt động. Còn khi nào chúng ta tắt công tắc đi, hai chân này nó hở ra. Thì có nghĩa là nguồn dương nó không được cấp sang chân giữa thì khi đó mạch nó không hoạt động. Và cái nguồn dương mà cấp sang đây á, thì chúng ta chỉ cần những cái công tắc 1A thôi cũng hoạt động được. Bởi vì là cái con IC tạo sung nó sử dụng cái dòng điện nó rất là thấp cho nên là khi chúng ta làm cái cách khởi động mềm này thì nó sẽ à, rất là tốt khi chúng ta sử dụng những cái cái công tắc nhỏ. OK và thay vì công tắc thì ở đây em có sử dụng một cái sợi thiết. em nối từ chân giữa sang bên cái chân dương này để giả lập là đây là công tắc đang bật nhé. Rồi à, nguồn dương em sẽ cấp vào. OK nguồn dương cấp vào rồi thì chúng ta trên mạch này sẽ có một cái bông đèn led xanh dương nó sáng ở cái đầu ra thì đây là cái nó đã báo chúng ta là mạch đã hoạt động rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái nguồn vào nâng cấp vào là 12.0V và điện áp đầu ra bây giờ khi chúng ta đo hai chân bên ngoài cùng thì 64V đôi thì nó sẽ là khoảng tầm 128 cho đến 130V đối xứng à một đơn bây giờ nó có điện áp là 134V đơn là cái chân âm và chân dương đó. khi chúng ta đo chân âm chân dương hai chân bên ngoài đó, thì nó là 134 v DC các bạn lưu ý là đối với cái điện này là chúng ta sờ hai tay vào cái cực này có thể dẫn đến giật đấy nhá rồi chân giữa và chân bên phải 67 v chân giữa và chân bên trái 67 v luôn rồi bên đây cũng vậy chân giữa và chân bên phải chân giữa và chân bên trái 67 v hai chân hai bên 134,4V. Ok như vậy là cái nguồn chính, nguồn đầu ra chính đang hoạt động rất tốt. Tiếp theo à, em sẽ đo nguồn phụ. Nguồn phụ này thì chúng ta để ý là cái chân bên phải, chân bên phải bên trong này là chân dương 15V. Còn chân bên ngoài cùng là chân âm 15V. Khi chúng ta đo hai chân này nó sẽ được là 32.9V. Rồi chúng ta sẽ đo cái chân bên ngoài và chân giữa. Sẽ là 16. 4V chân giữa và chân bên trong 16 chấm cái cái à 16.48V này 4849 lúc nãy là 16.47. Ok. Như vậy là toàn bộ cái chức năng của mạch này nó hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây, bây giờ em sẽ đấu cái tải bằng cái bóng đèn là sẽ đốt 220V vào. Cho các bạn thấy là nó có tải nó chạy như thế nào nhá. Đấy. Sáng luôn. 130 mấy vôn cơ mà. Cho nên là sáng bóng đèn cũng đúng thôi. Rồi ok như vậy là mạch hoạt động hoàn toàn bình thường. Bây giờ mình sẽ tháo nguồn ra và đánh dấu ký hiệu sản phẩm để gửi hàng cho anh ở đây là anh anh Tâm, Võ Văn Tâm ở Đồng Nai. Hiện tại với cái sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 970 000 nghìn. Bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm như thế này thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc các bạn có thể truy cập vào website linh kiện 789.vn để đặt hàng. Các bạn lưu ý là điện lúc này khi chúng ta đã tháo nguồn ra nhưng bóng đèn này nó vẫn sáng thì có nghĩa là cho thấy là điện đang còn tích trong con tụ này có tầm 100V đấy. Nó rất là nguy hiểm khi chúng ta sờ tay vào cho nên là mình sẽ sử dụng bóng đèn sợi đốt để sáng nguồn nó đi. Đấy, đang còn sáng bóng đèn lên như vậy mà. Như vậy cho nó an toàn nhá. Ok và bây giờ bước cuối cùng thì mình sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh Tâm cái mục đích đánh dấu ký hiệu là để cho khi anh Tâm nhận được hàng anh Tâm sẽ cầm cái sản phẩm này trên tay so sánh cái ký hiệu trên tay anh đã nhận cùng với ký hiệu ở trên video này nếu như hai ký hiệu giống nhau thì chắc chắn là cái sản phẩm anh đang nhận được là cái sản phẩm mà em test trong video này và video này thì em sẽ khu úp không khai lên YouTube để cho anh có thể so sánh nha chứ thực thực chất ra thì bên em bán hàng uy tín các bạn yên tâm nhé tất cả những cái video test hàng bên mình đều có video đánh dấu ký hiệu ngẫu nhiên cái ký hiệu này nó không theo một cái trật tự không theo một cái quy luật nào cả cho nên là 100 cái ký hiệu sẽ khác nhau 100 cái luôn nó không giống nhau cái nào cả nhá Ok như vậy là xin cảm ơn anh Tâm bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm các cái sàn thương mại điện tử thì các bạn có thể xuống cái phần bình luận video này mình sẽ để link mua hàng ở trên shopee lazada và sen đó các bạn xuống đó tích vào đó để đặt hàng luôn cũng được nhé cuối cùng xin cảm ơn anh Tâm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo